ChatGPT là gì mà nó khiến cả thế giới phát sốt thời gian gần đây? Hiểu đơn giản thì ChatGPT là một chatbot, robot trò chuyện thông minh. Đây là một sản phẩm do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. Chatbot này sở hữu trí thông minh nhân tạo với kho kiến thức rộng lớn, được giới truyền thông ca tụng với nhiều lời có cánh. ChatGPT có thể trả lời lưu loát và đầy đủ các câu hỏi mà người dùng đưa ra ở bất kỳ lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, nó cũng có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế hay kể cả chỉ mất 30 giây để viết một bài báo. Thế nhưng điều này lại làm dấy lên lo ngại hàng loạt biên tập viên có nguy cơ sắp mất việc. Khi ChatGPT được ra mắt, người dùng muốn tra cứu thì chỉ cần bắt đầu trò chuyện với AI này thay vì tìm kiếm trên thành công cụ Google. Với sự hiểu biết sâu rộng đa lĩnh vực, các thắc mắc của họ đã được giải quyết chỉ trong vài giây. Cùng với đó, do được hỏi và học tập nhiều lĩnh vực liên tục như vậy, khiến cho chatbot này ngày càng trở nên thông minh hơn. Do đó, nó dần trở thành một đối tượng đáng gờm của Google. Thậm chí là ông trùm công nghệ Elon Musk còn phải thốt lên là ChatGPT tốt đến đáng sợ, ngày mà AI mạnh đến mức nguy hiểm đối với con người chúng ta không còn xa đâu. Chatbot này cũng chỉ mất khoảng 40 ngày để cán mốc 10 triệu người dùng, còn Instagram trước đó cũng phải mất tới gần một năm. Tuy nhiên, chatbot này hiện vẫn chưa được cung cấp cho người dùng Internet tại Việt Nam.